Hello, xin chào anh em. Cảm ơn tất cả các anh em đã quay lại với kênh của mình. Đừng quên bấm subscribe để theo dõi những cái video tiếp theo. Và hãy like và chia sẻ video để ủng hộ mình nhé. Thì đến hôm nay thì mình nghĩ là khoảng 2 tuần rồi đó, mình mới làm được một cái video để giới thiệu cho anh em về những cái dao nội địa của Nhật. Đây là những cái dao được mình tuyển chọn và mài bén vệ sinh sạch sẽ hết rồi. Anh em mua về chỉ việc sử dụng thôi. Lúc này dao thủ công rất là ít, tại vì dao cai về rất là nhiều. Nhưng mà với mình thì mình chỉ thích làm dòng dao thủ công thôi. Mình không thích làm dao cai. Nên tuyển chọn được 2 tuần lễ mới được có nhiêu đây thôi. Nên anh em xem cây nào phù hợp với nhu cầu gia đình mình thì lựa chọn mua về cho gia đình mình sử dụng ha. Thì hôm nay số lượng rất là nhiều nên mình tranh thủ mình giới thiệu nhanh luôn ha. Rồi thì bây giờ mình có đánh dấu nè, tại nhiều quá mình đánh dấu, số 1, số 2. Mình đánh dấu bằng cái viết lông á, cái viết này thì cái mực nó chỉ bám lên đây thôi. Anh em về cái số này thì chùi cái là nó sạch nè, nó không có bám lâu hoặc lấy dầu xăng gì đó nè, mình chùi cái là sạch rồi nè, thấy không, tay không nè đó. Nên anh em không có lo về vấn đề vệ sinh nữa ha. Rồi cái cây này là cây số 1 nè, đây là cái dao rèn thủ công thép 3 lớp. Cái lớp thép nó rất là khó thấy, mình đã kiểm tra rồi, nó là thép 3 lớp. Dao này lõi rất là cứng, thép cây dao cũng rất là cứng luôn. Dao này thì nhỏ để cắt gọt tỉa rau củ quả gì đó, anh em có thể tùy ý sử dụng. Cây này còn rất là mới ha, cái tem nó còn nguyên nè. Ngoại hình cũng còn rất là mới, những cái đen đen này còn nguyên, không có bị chóc gì hết á. Thì cái dao này khá là nhỏ. Cái lưỡi nó dài khoảng 11.5 thôi. Bản nó rộng là 32. Nó dày khoảng 2 ly á. Nhưng mà thép rất là cứng. Thép rất là cứng. Mình bẻ không có cong được luôn á. Tuy nó nhỏ nhưng mà rất là cứng. Độ bén thì rất là tốt. Anh em nhìn xem kỹ ngoại hình ha, tại vì mình giới thiệu xong mình sẽ bỏ xuống, tại hôm nay nhiều quá để trên bàn nó chật quá. Mấy cái đầu mình sẽ bỏ xuống cho nó rộng một chút. Rồi cái số 1 này là giá 300k ha, 300.000. 300.000 là bao phí vận chuyển rồi nha anh em. Bao phí vận chuyển, phí thu hộ được nữa. Thì cái dao này chỉ còn khoảng 250.000 thôi. Mình sẽ test luôn. Để nhiều quá lát test mất công quá. Bữa nay bị than tiếng nên nói chuyện cũng hơi khó nghe. Mấy bữa trước là tắt tiếng luôn á, muốn làm video làm cũng không được. Nha anh em, độ bén nè, rất là ok ha. Anh em về cứ việc xài thôi. Khỏi phải ngồi chà mài gì nữa cho nó mệt. Này nó bị lủng 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 lỗ, nó bị vấp. Nhờ nha. Cây số 1 300.000 bao ship. Anh em lưu ý là giao mình những nơi nào ship nhanh thì mình ship nhanh được ha. Còn những nơi nào mà không ship nhanh được mình sẽ ship chậm. Mà ship chậm nó báo là từ 7 đến 10 ngày á. Nên anh em mua vui lòng đợi giúp mình. Có nhiều anh em hối hối mình cũng không có giải quyết được đâu. Tại vì đơn vị vận chuyển cũng đâu có hối họ được. Nên cái vấn đề này anh em thông cảm. Cái số 2 là một cái cây Santoku Thái Đa Năng nè. Đặc biệt cái cây này, mấy cái cây này làm theo phong cách xước xước ra nha anh em. Cái này là gọi là hand satin đó, là đánh bóng bằng tay. Và để cái đường xước này, những cái dao mà thủ công họ thường làm cái vấn đề này. Cái dao mà đi rừng nữa, hôm nay mình làm thử mấy cây này nè.
Đây là dao xanh tô cu cắt thái đa năng. Con này cũng khá là dày, khoảng 2.5 ly. Nó dài 18. Bản rộng là 42. Ở đây thì 44 chứ. 44. Đó, cây này còn rất là ok. Đặc biệt hai cái chốt này nó làm cái hình hoa rất là đẹp. Chuẩn đi bi nè. À, cái dao này hiệu của anh Aiger gì đó, 2000 gì, rất là nhiều. Dao này cũng còn rất là mới. Anh em xem ngoại hình ha. À, cái này không phải là đường xước bị chạy đâu ha. Cái này là cố tình để đánh cho nó đẹp thôi. À, cái dao này thì 550 ngàn bao ship nha anh em. Dao này xài trong nhà rất là ok. Gia đình thường xài dòng này rất là nhiều. Mình sẽ quay thật là chậm để anh em nhìn nhớ rất là kỹ. Đây là mấy cái lõi thép, lớp thép nữa nè. Đây là lõi carbon ốp không gỉ nha anh em. Rồi mình test luôn. Cây số 2. Cây số 2 là 550 ngàn bao ship. Anh em test giấy báo nè. Mình test giấy báo. Tại vì giấy báo nó rất là mềm. Nếu mà dao không đủ độ bén, bén không có tốt nó sẽ không cắt được giấy báo này. Tại vì rất là mỏng, anh em thấy không? Nó mềm. Mà dao cùng cùng là không thể cắt được. Còn giấy A4 rồi thì nó cứng lại. Cái giấy tập vở mình cũng rất là cứng nè. Đúng không? Đó. Nên test giấy báo là cái độ bén nó tốt hơn. Kiểm tra độ bén nó cao hơn rất là nhiều so với cái mấy cái loại giấy cứng hơn. Rồi cây số 2 này là 550 ngàn bao ship nha anh em. Rồi đây là cây số 3. Cây số 3 là của là dao Satoku. Rồi cây dao này rất là đặc biệt. Em thấy cái khâu không? Cái khâu này rất là hiếm thấy nè. Nó không, nó nghĩ nó là bằng vật liệu nhân tạo á, chứ không phải sừng. Rồi, cán gỗ là bát giác ha. Dao cao cấp nè. Con này là của hãng Kikuchi. Và con dao này sử dụng thép xanh. Dao 3 lớp ốp không gỉ lõi thép xanh. Cái dao này nhỏ nhưng mà nó rất là đắt tiền. Nó dài 16. Bản rộng 42. Dày khoảng 2 mm. 2 mm anh em. Ngoại hình còn rất là mới, con này rất là ok. Hàng này cao cấp rồi. Con này rất là bén, thép xanh thì mình mài rất là bén. Mình thấy không, mình cắt rất là nhẹ chứ cắt nhanh à. Không có cảm giác cái đường cắt luôn á. Cây này giá rất là cao ha. Cây này giá nó là 1.200.000 bao ship nha anh em. Rồi cây số 3 Santoku của Kikuchi, 1.200.000 bao ship. Dao rất là đẹp. Cán gỗ bát giác là những dòng cao cấp không à. Rồi ok, cây số 3 là 1.200.000 bao ship. Bây giờ trống rồi mình sẽ đổi lên. Rồi cây số 4.
Số 4 là một cây nagiri. Nagiri cũng khá là dày ha anh em, cũng khoảng 2 ly á. Thép 3 lớp. Ốp không gỉ loại carbon luôn, dao này còn rất là ok, rất là mới. Nagiri 16.5. Mình đoán thế thôi, nhưng mà nó đúng. Tại vì thông thường thì nó làm như vậy. Độ dày, độ rộng của nó là 4.2. Dày khoảng 2 mm. Dao này còn rất là đẹp. Nagiri 16.5. Sáng chói quá. Cây này là cây số 4. 550.000 bao ship nha anh em. Cây Nagiri. Dao Nagiri thì mình thái ra củ quả, thái thịt bò rồi đó, rất là ok. Rồi số 4. Bài mất tiêu. Đánh dấu số 4 nè. Số 5, một cây Nagiri tiếp theo là Nagiri luôn, Nagiri khâu sừng của hãng Hirotomo. Và dao này sử dụng thép xanh. Đây là chữ thép xanh ở đây nha anh em, ba chữ nè. Aogami Hagane là thép giấy xanh. Cái logo con ngựa này là của hãng, đặc trưng của hãng Hirotomo. Thì dao này là dao khâu sừng. Mình đã vệ sinh cái chui nó và dán keo lại đầy đủ, anh em về xài không bao giờ hư nữa đâu. Không lo bung cán gì hết. Dao cũng còn rất là ok. Rất là mới luôn. Dao rất là dày và nặng. Cây này cầm rất là đầm tay. Anh thấy không? Rồi cái số 5 này là 1.200.000 bao ship luôn nha anh em. Dao Nagiri của Hirotomo. Thép xanh. Bên kia sửa nhà nó làm bông sùm quá. Rồi số 5 1.200.000 bao ship nha anh em. Nagiri khâu sừng rất thích. Ít thấy. Rồi số 6, cây Santoku 18. Cái này là gold, gold là thép VG đó anh em. 18. Dày khoảng 42, rộng 42. Nó dày cũng khoảng 2 ly thôi. Dao này rất là đẹp. Thép 3 lớp nha anh em, cái vân thép nè. Cái này cũng đánh xước bên này nè. Xước thẳng hết trơn chứ không phải xước chéo qua chéo lại như dao bị xước nha anh em. Con này còn rất là mới, tem nè. Rồi cây này là giá 650.000 bao ship, cây số 6. 650.000 bao ship. Nay mình test sơ sơ chơi thôi chứ mình mài mình test trước hết rồi. Để cho anh em thấy. Rồi cây số 6, 650.000 bao ship. Cây số 7 nè, anh em thấy cái đường đánh xước không? Đánh xước là đánh bằng tay rất là lâu, rất là kỹ nha. Đánh đường thẳng á. Đó. Rồi cây này là một cây Uto 21. Đây họ để có thép SK rồi nè. Hãng này gì Hane Masai gì đó. Đó trước mình tra ra tên mà quên tiêu rồi.
Đây là full carbon luôn ha. Dài 21.5. Bản rộng là 44, dày cũng khoảng 2mm thôi. Cái dao này còn rất là mới, thép này rất là bén. Cái số 7 là 750.000 bao ship. Một cái dao thép carbon nguyên khối. Dao này mình có thể nhuộm được ha, nhuộm đen được. Nên thấy ngoại hình đồng toàn rất là mới, rất là ok. Cán này thép carbon nguyên khối, rất là bén. Rồi ok, cây số 7 là 750.000 bao ship nha anh em. Cây số 8 cũng là một cây ghi ô tô full carbon luôn. Em thấy cái chuyện đây không? Nhiều người xài nhiều quen là nhìn thấy sẽ biết liền của hãng nào. Mình sẽ lật lại cho anh em thấy của hãng nào. Ghi ô tô dài 24. Anh em thấy à? À, của Masao Auto ha. Hàng Masao Auto là hàng VIP không ạ. Vito 24 cũng rất là mắc tiền. Này 24. Bản rộng là 42. Rất là đẹp. Ở đây còn cái chuyện nữa nè. Họ khắc tay không à. À, ở đây có cái mộc đặc trưng của dòng thép cao, của cái dòng dao cao cấp họ mới có cái chuyện này. Còn bình thường thì họ chỉ khắc ở đây thôi, của mấy cái này thôi. Cái này là full carbon luôn nha anh em. Họ nhiệt luyện nguyên cái lưỡi dao luôn nè, tới đây luôn. Chỉ còn cái phần này là không có nhiệt luyện. Anh em thấy có cái đường mờ ở đây không? Mình nhúng vô dung dịch thì nguyên lưỡi nó đen luôn. Chỉ có chỗ này nó tới đây là nó hết đây. Có nghĩa là họ khi chui dao á, họ cắm nguyên cái dao xuống lửa than luôn. Chỉ còn khúc này không có cắm thôi. Nên dao này xài chừng nào hết cái lưỡi rồi thôi. Và cái dao này nó đàn hồi rất là tốt. Của Masao Auto đàn hồi rất là tốt. Em thấy mình bẻ cong nè. Cong luôn nè. Bỏ ra cái thẳng băng lại. Nó với Sugimoto thì tương đương nhau á. Hai hãng này nổi tiếng về cái dòng thép trắng này. Nên dao nó rất là mắc tiền. Và cây này giá của nó là 1.600.000 nha anh em. Masamoto Gyoto 24cm. Dao còn rất là ok, rất là mới. Bén thì kinh khủng lắm. Dao này cho mấy anh em làm bếp là cực đã luôn. Ra thịt bò hoặc ra cá ngừ, cá hồi gì đó cũng rất là đã. Nó dài mà. Rồi ok anh em, cây số 8 1.600.000 bao ship. Gyoto của Masamoto. Để đây cây số 8. Đây hai cây. Cây số 9 đi. Này còn mới, này cái ri. Còn hộp nha anh em, bỏ hộp ra đi để dễ nói chuyện. Này cái ri thép 3 lớp lõi carbon. Họ để đây chỉ họ nói là thép Nhật Bản thôi chứ không, họ không có để tên gì. Nhưng con này khâu nhựa. Nakiri họ hay rèn theo cách này. Cái đầu này thì nó to, nó thon như mũi. Dao này dao mới chưa xài, lớp keo của người ta làm ra còn nguyên à. Anh em mua về thái thịt bò rồi cắt rau củ rồi ok. Cây dao này cũng khá là mỏng. Nó cũng không phải là dòng cao cấp nên chỉ bán 650.000 bao ship thôi.
tại vì nó là dâu mới nguyên hộp nhé. Cây này là cây số 9 ha, 650.000 bao ship. Con này chắc 16 à, 16 16.5 gì đó, 16.5, bản rộng 51. Dày ở đây thì dày lắm, nhưng mà thon về đây thì nó chỉ còn 0.8 mm thôi. Mỏng rất là bén. Em lưu ý là dao mài mép mỏng thì nó sẽ bén, nhưng mà nó sẽ yếu, nên xài cũng phải cẩn thận chút. Dao này để thái thịt bò, quán phở ra là ok lắm nè. Chỉ 650.000 thôi, dao còn rất là mới. Rồi nha anh em, cây số 9 ha. Ghi luôn cho chắc ăn. Cái này nên yên tâm hang về chùi cái lại ra ha. À, cái số 10 đi. Số 10 cũng còn mới nguyên hộp nè. Bỏ ra luôn, để dễ giới thiệu, con lát bỏ lại vô hộp cho anh em. Cái này sashimi, cái này số 10 đi. Tay đang bị đứt mà dao đứt tay nữa, hơi đau đau nên xài cũng làm việc gì cũng hơi khó khăn chút. Một cây Yanagiba để làm sushi, để file cá này đó. Em muốn làm gì đó làm. Nhưng mà công dụng ngoài sản xuất là để làm sashimi. Cây này thì dài là 23 tới chân luôn là 24, nên nó là được vô là Yanagiba 24. Cây này cũng khá là dày ha. Đó ở đây không là 4 mm nè. Bản rộng là 25. Sashimi thường nó không có to. Đây con này còn mới mà, đâu có bị mắc lưỡi đâu. Cây này thì 750.000 bao ship nha anh em. Chàng con rất là ok, cái số 10 750.000 bao ship. Hôm nay video khá là dài ha, nhiều quá. Để lâu lâu làm lần thì chứ mình không có thời gian mà làm hoài. Báo xin. Rồi ok nha anh em. Cái này cái số 10 750.000 bao ship. Rồi cây số 11, cây đề ba nhỏ thôi, khâu sừng. Ra khâu sừng rất là mắc tiền ha, nhỏ gì 14.5 á. Đây, cũng rất là dày, dày 7 mm, bản rộng là 45. À, cái dao này là nó cắt tay mình đó. Nên em vô làm kỷ niệm. Mài bằng đá nó bị sốc một cái, nó đưa vô tay xịt máu rất là nhiều, mất máu hơi nhiều, bữa nay tiều tỵ luôn. Còn rất là mới nha, khâu sừng mình này mình đã lấy ra mình vệ sinh rồi hết rồi, mình vô keo lại hết rồi, nên xài rất là ok. Cái 11 này cũng 750.000 anh em. Đề ba khẩu sừng, giá này rất là ok rồi đó. Mà nó mài rất là bén rồi. Làm đề ba với sashimi là mình ngán nhất, tại nó khó làm vệ sinh lắm. Thứ nhất là nó mài một góc và nó rất là cứng nữa, mài nó không ăn, tốn tiền đá. Rồi cây số 11 đề ba khâu sừng 750.000 bao ship.
Rồi cây số 12 cũng là đề 3 luôn. Đề 3 này cũng khâu sừng luôn nha anh em. Cây này thì mới chưa xài mà nhưng mà cái khâu nó bị dán gẫm lớm đớm lớm đớm. Bữa nào bán kêu Nhật họ sản xuất cái gì để tiêu diệt mấy con dán này chứ. Để dao đẹp khâu sừng như vậy mà bị nó gặm hoài. Cái này dài 15 nha anh em, lưỡi 15 ha. Mình đo với tới đây chứ thực chất là họ tính theo cách khác, thường họ tính tới cái khâu không à. Đó, nên thường là 16.5 á. Cái này cũng khá là rộng. Bản rộng là 48. Dày 7 mm. Câu sừng, cây này số 12. Cây này mắc hơn chút, 850.000 bao ship. Đề ba câu sừng giờ khó kiếm lắm. Mình săn lùng mãi mà không được mấy cây hết trơn á. Lúc này anh em cứ nhập dao cai về bán không à. À, đặc biệt cây này họ có để tên thép ở đây nha anh em, thép trắng nè, thép trắng là thép carbon đó ha, chứ anh em toàn nghĩ thép trắng là thép không gỉ hơn là sai lầm á. Thép trắng là một tên một loại thép carbon ở Nhật. Cái dao này họ khắc rất là nhiều chữ ở đây nè, khắc chi quá trời, khắc vài chữ là người ta biết rồi. Rồi ok, cây số 12 này 850.000 bao ship. Hai cái này bỏ xuống cho rộng cỏi. Rồi. Số 13 mình bán nguyên cặp ha. Tại vì hai cây này cùng một hãng, còn vỏ gỗ luôn. Đó. Nên mình sẽ bán nguyên một cặp. Dao rất là đẹp. Kiểu của hãng nổi tiếng luôn, dao của Aritsugu. Logo Aritsugu nè. Nên mình không có bán lẻ hai cây này. Mình sẽ bán nguyên cặp. Cái này giống của nó ngắn như vậy thì không phải Yanagiba mà giống như Honetsuki á. Honetsuki dạng truyền thống hoặc là Petty vậy đó. Mình cũng chưa tra kỹ đâu nhưng mà hãng này nổi tiếng rồi. Mình cứ thấy đẹp rồi, vỏ gỗ nên mình lấy bán thôi. Còn cây này thì Yanagiba nè, Yanagiba 30 lận. Yanagiba 30 của hãng Aritsugu thì chắc khoảng trên 350 đô. Yanagiba 30 vừa đúng 30 luôn. Bản còn nguyên, bản rất là to. Bản 30cm, 3cm luôn. Dày 3.5 gần 4mm á. Ngoại hình còn rất ok ha. Khâu sừng hết nha anh em. Của hãng Aritsugu. Vỏ gỗ luôn nha. Có cái vỏ gỗ là họ thêm tiền rất là nhiều. Còn cây này kêu gọi nó là Petty đại đi. Nó khâu sừng hết. Cái này dài 12.5. Bản rộng 26. Dày 3 mm. Em test đây. Ok ha. Nó bén à. Này cũng khâu sừng hết, hai con sâu khâu sừng vỏ gỗ hết. Rồi nguyên cặp này là 3.200.000 bao ship nha anh em. Nguyên mình bán nguyên cặp nha, không bán lẻ nha. Anh em đừng có hỏi bán từng cây, mình không bán đâu. Phải mua cho đủ một cặp đi. Cùng hãng có vỏ gỗ luôn là quá đẹp rồi. 3.200.000 là cho một cặp này là quá bèo luôn. Rồi ok ha, cặp này là tính số 13 đi.
43 xuống đi. À, cây 14 nè, tại sao mình bỏ 13 xuống? Để cây 14 nè. 14 anh em nhìn nó giống như một cây đề ba nè, nhưng mà không phải. Nó mà hai bên, kiểu đề ba mà hai bên, đề ba mà hai bên cũng có. Cây này rất là trâu bò, rất là dày. Là thép 3 lớp. Cây này cách 8, nếu mà đo ngay góc 9 mm á. Cây này có thể chặt được nè anh em. Bản nó rộng 5.2 cm. Cây này mình bán 1.2 triệu ha. Cây số 14. Vì đây đặc biệt cây này mình không có test như cắt giấy như bình thường. Ừ, cắt giấy trước đi coi nó bén không. Đó. Dạ. Rất là bén rồi ha. Nên mình test đặc biệt cho anh em cái dao này, mình để chứng tỏ nó có thể chặt được. Và đây nè, cục gỗ này gỗ trắc nè, rất là cứng. Nhà mình đã test sơ sơ nó rồi nè, chứ không phải chưa test đâu. Đó. Giờ test trực tiếp cho anh em xem luôn. À, lưỡi còn nguyên ha, không có bị sứt mẻ gì ha. Để đây chặt rung rung. Nha anh em, chặt gỗ chắc mà không xi nhê gì đến lưỡi ha, có nghĩa là anh em có thể dùng con này chặt gà đâu được nè. Đó là nhiều anh em tìm kiếm cái dao như thế này để chặt gà chặt vịt vậy đó, có muốn chặt thì mua con này về tặng. Test giấy lại luôn, chặt xong mà test lại chứ coi nó còn bén hay không chứ. Nó mà chặt xong là nó hư lưỡi đâu, lưỡi còi nguyên ha, không có bị mẻ hoặc vằn vẹo gì hết ha. Đó. Nên mình dám khẳng định là nó có thể chặt gà vịt được. Rồi cây này là 1.2 triệu bao ship nha anh em. Dấu búa thủ công nè. Đó giờ mới mua được cây như thế này luôn á. Rồi chút xíu nữa gỡ cái dao này luôn rồi. Rất là tiêu luôn á. Lỗ vốn luôn. Rồi cây số 14. 1.200.000 bao ship. Cái số 15 đi. 15 đề ba to. Đề ba 21 thì phải. Tới đây là 18.5. Tới là 18.5 mà tới chân là tới 21 nên là họ tính là đề ba 21 á. Cái này thì rất là khủng. Nó dày 9.5, nếu mà đo ở đây là 1 cm luôn nè, là 10 phân á, 10 ly chứ. Đó. Rất là to, rất là nặng, bản cũng rất là rộng luôn. Cây này là 5.5 cm, dao này còn mới anh em, cái chưa xài chứ, cái đường của hãng họ làm coi nguyên nè. Cây này là dao mua đấu giá chứ không phải dao bãi đâu, dao bãi đâu có mới vậy. Cây này mình bán với giá 1.6 triệu nha anh em. Đề 321. Rất là nặng, rất là đã. Nhưng mà khâu nhựa nha, khâu nhựa rất là cứng chứ không phải nhựa thường. Hết giấy. Chết sơ sơ vậy thôi, đề 3 mà. Đề 3 nó không cần độ bén cao lắm đâu. Bạn giờ loạn xài ngầu chặt cái khúc gỗ. Đó, cái đề 3 này số mấy là? Số 15. Giấy báo nó mềm. Đó. 1.6 triệu bao ship nha anh em, đề 3 rất là đẹp. Rất nhanh. Rồi ok, cây số 17 đi. Hay 16.
16 đây cũng giao mới luôn. Em thấy không, cái đường này đánh là hãng nó làm nè, Hansatin nè, nên mình thấy đẹp mình mình mới bắt chước làm mấy cái kia đó. À, đặc biệt dao này hàng giống như cái hàng làm cho đặc trưng, làm cho chợ cá em thấy không, họ làm ở đây nè, cái bảng bên này họ làm gọng ra ở đây, hót vô nè, đây gọng ra hàng này đó, giờ mới có cây lập gọng ra. Biết anh em biết chi không, tại vì cá họ làm cá ở chợ á làm rất là nhiều, họ làm nhiều nên họ sẽ dùng cái cây, khi chặt cá họ dùng cái cây họ gõ lên này nè, cắt xương cá cho nó lẹ và nó không có đau tay nữa, nên họ làm cái như thế này để họ đập lên ở đây, họ cái dao nó sẽ chịu lực được nhiều hơn, nên dao này rất trâu bò, nghĩ cái dao này có thể chặt được luôn á. Cây này là cũng tới đây là 20 nè, đó, tới chân khâu là 22 luôn, mình cũng tính này là đề 321 luôn, này rộng tới 62 là rất là to. Cây này dày cũng gần một, cây này 8 mm, nếu mình có thiết cập thì khoảng 8.5 mm đó. Rất là khủng. Cây này là giá 2 triệu nha anh em, khâu cũng bằng nhựa cứng. Dao này còn rất là mới, dao mới mà. Rồi cây 16 2 triệu bao ship. Là cây cuối cùng là cây số 17 đề 3 khâu sừng 21 luôn. Dáng này là dáng AI nên nó sẽ thon hơn, nó không to như hai con kia. Cây này là tới chân là 20 nên nè, tới đây cũng 20 mà tới chân nó tới 22 là nên nó cũng là đề 3 21. Con này dày 7 mm nha anh em. Đề 3 AI thì nó sẽ không có to và dày như đề 3 thông thường. Con này là 5.4. Anh em thấy không, hãng họ chỉ làm hand satin rất là nhiều. Mình thì mình có làm đủ cách nào mình làm cũng được, mài bóng hand satin nè. Cái này hãng còn mới nè, cái này cũng còn mới nên họ cái đường xước của họ còn nguyên à. Cái này là 3 triệu nha anh em, đây 3 khâu sừng 21, khâu sừng vàng, cái này rất là hiếm rồi. Rất là đẹp. Rồi ok, các anh em nào muốn mua dao thì liên hệ với mình theo thông tin trên số điện thoại ha. Vô video dài quá rồi, mình xin kết thúc video ở đây. Xin cảm ơn tất cả các anh em đã dành thời gian theo dõi video của mình. Đừng quên subscribe kênh của mình để theo dõi những cái video tiếp theo. Nếu mà thấy có hữu ích thì like và chia sẻ với rộng rãi các anh em khác. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.